Làm YouTube muốn có nhiều view chỉ có hai nhiệm vụ rất đơn giản. Nhiệm vụ thứ nhất là làm sao cho khán giả click vào video của mình, tức là mình làm hình đại diện, tiêu đề làm sao cho hấp dẫn. Nhiệm vụ thứ hai là sau khi khán giả click vào xong, làm sao khán giả dừng chân xem ở trên video clip của mình dài hơn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu công cụ biểu đồ giữ chân khán giả để làm tăng thời gian khán giả ở lại trên video clip của mình. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự của cộng đồng Việt YouTubers tự hào sáng tạo, đồng thời cũng là nơi HandyFan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Em quay trở lại, em mở cái YouTube của em, mở cái kênh channel của em để anh xem cái clip nào nhiều view nhất. Quán ăn vặt 47 độc nhất Sài Gòn này nha. Từ từ rồi vào trong số liệu phân tích đi. Chọn video, tìm kiếm cái video đấy đi. Rồi rồi à, số liệu phân tích thu hút người xem. Em có bao giờ chạy quảng cáo gì không vậy? À dạ không, em không có chạy quảng cáo. Xem chưa vậy? Chạy xuống ở gần gần phía sau đấy, chỗ đây kéo lên trước thì ở dưới cái dốc các anh xem đó, bắt đầu từ đây cái khúc này là khúc con nó chính tiền khúc đọc rap đây đúng không? Dạ, khúc đọc rap đó. Rồi còn khúc sau nữa, còn một khúc sau nữa đó, dưới dốc, bắt đầu từ dưới dốc anh xem, vẫn đọc rap đúng không? Dạ vẫn đọc rap hai lần. Chưa? Nếu mà em nghiên cứu như này nhá, lần sau em đi quay lại cái quán này nhá, mình hoàn toàn có thể quay lại được, không vấn đề gì hết. Giống như anh nói lúc nãy, cái cách em bảo giá cho người ta đấy, làm một video hay là ba video hay là năm video, em hiểu không? Yeah. Thì mình hoàn toàn có thể là mình quay những cái đoạn đọc rap này nhiều hơn. Yeah. Đúng không? Em sợ là nó hết trend này, nó có nhảm không anh? Không sao đâu, không sao đâu. Dạ. Yeah. Đừng sợ. Dạ. Yeah. À, không thấy ba tấn chỉ cần một từ khóa siêu cay khổng lồ mà cứ làm hoài. Dạ. Khán giả người ta thích xem, với lại là căn bản là như này. Em phải hiểu như này, cái khán giả nó... Mình từ góc độ của người nhà sản xuất nội dung ấy, mình tư duy nó khác khán giả, em hiểu không? Mình tư duy nó khá là chủ động, nhưng mà đối với khán giả thì phần lớn người ta bị động, người ta dựa vào sự phân phối nội dung của thuật toán để người ta xem, nhất là giải trí như này, chứ không phải là những cái đề tài gọi là chia sẻ kiến thức thì thường là khán giả chủ động tìm kiếm nội dung hơn. Nhưng mà của em hơi nghiêng về giải trí hơn đúng không? Thì đúng rồi. Người ta xem hơi thụ động hơn, người ta chờ thuật toán đề xuất cái gì là bấm xem cái đó à. Cho nên là nó phụ thuộc vào việc em có được đề xuất nhiều hay không, có được hiển thị nhiều hay không. Cho nên đúng em rồi. Muốn được như thế thì một trong những việc quan trọng là các video giống nhau. Miễn sao đừng có làm giống nhau quá đến mức bị YouTube bắt lỗi spam thôi. Và muốn làm được như thế thì cùng một chủ đề, cùng một video em phải nhìn từ nhiều góc nhìn khác nhau. Ví dụ như những cái gì mà ngon nhất, đẹp nhất chẳng hạn thì em vẫn quay video thì đúng không? Nhưng mà nếu mà em thích nhìn làm theo kiểu thử thách chẳng hạn thì em hoàn toàn có thể thử thách. Em có thể làm lại một clip là đặt tên là thử thách cầm bao nhiêu tiền đấy đi ăn cái quán đấy. Yeah. Hoặc là thử thách là ăn liên tục bao nhiêu đĩa trong vòng bao nhiêu phút chẳng hạn. Đấy là tính của thử thách. Hoặc là em cũng có thể quay từ góc nhìn là cái vị trí của quán đấy ở trên cái con đường đấy như thế nào, từ góc nhìn từ vị trí địa lý của quán. Tại vì quán thì là quan trọng nhất là vị trí địa lý mà. Dạ. Nói chung là cái việc đấy nó thử thách cái mức độ sáng tạo của bọn em. Dạ. Yeah. Với lại cái một cái nữa không biết làm sao mà để YouTube nó đề xuất được nữa. Tại vì em thấy có một cái kênh á,
quay cũng bình thường lắm, nhưng mà YouTube có đề xuất kinh hồn đúng không anh? Kinh nào? Để mà anh coi thử nha. Không biết là do từ khóa hay là do kênh nó đã lên rồi nên nó đề xuất liên tục nó lên hết liên kênh luôn. Kênh này nè, quay bình thường lắm. Dạ. Yeah. Thì một khi mà đã dính đề xuất thì lên thì cứ lên nó âm thôi, có gì đâu. Đó là lý do tại sao người ta thích dính đề xuất. Mà muốn ăn được đề xuất, muốn dính được đề xuất thì đây. Bấm vào số liệu phân tích video nào. Quay trở lại này, quay trở lại tại số liệu. Muốn ăn được đề xuất thì một là cái thứ nhất là tăng thời gian xem, tăng tỷ lệ dưới chân khán giả. Cái thứ hai là tăng tỷ lệ nhấp chuột. Cần hai cái đấy thôi. Yeah. Tỷ lệ giữ chân người xem thì được trên 50% đến cuối video. Của em là phần trăm trung bình đã xem em nhìn thấy 28,7%. Đó, yeah. Rồi tỷ lệ nhấp chuột thì khoảng khoảng cỡ trên 15%. Dạ. Yeah. Là tỷ lệ nhấp chuột là để nhấp vô cái hình thumbnail phải không anh? Đúng rồi. Đó, thumbnail cho đẹp vào, cho nét vào. Được mà, nhưng mà có một vấn đề của thumbnail của em mà nó cũng liên quan đến cái vấn đề về thương hiệu lúc nãy anh nói ấy. Dạ. Yeah. Thương hiệu là cái logo của em ấy, ở trên thumbnail nó không có. Dạ, yeah, đúng rồi. Em hiểu không? Tại vì nhiều lúc khán giả ấy, khán giả nó khá là thụ động, khán giả nó khá... cái attention span của khán giả nó trên YouTube nó chỉ được có một tí thôi, một vài giây thôi, 1/10 giây thôi, cho nên là nó người ta lướt quá, người ta đâu phải đã đăng ký kênh của em là lúc nào người ta cũng xem video của em đâu, người ta còn đăng ký cả ngàn kênh khác chứ, trên cái trang chủ của người ta có bao nhiêu kênh, có bao nhiêu sự lựa chọn hấp dẫn khác để người ta lựa chọn, cho nên là nếu mà ngoài cái chuyện mình đầu tư về chất lượng nội dung của mình, clip của mình hay ho rồi thì đang đưa cái logo lên cái thumbnail cho người ta nhớ đấy, nên người ta lướt qua trong cả hàng trăm video được đề xuất lên trang chủ của người ta thì người ta còn nhớ à cái kênh này được hôm qua mình mới xem clip có hay, hôm nay click vào xem tiếp chứ không nhìn sơ thấy cũng giống kênh VN Food and Travel này thì mình đâu có nổi bật lên được. À dạ. Yeah. Đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên là em cố gắng đưa thêm cái logo vào trong cái thumbnail của em. Dạ. Yeah. Cái clip mà 200 ngàn này, cái 200 ngàn này có gì khác biệt mà lên mạnh vậy? Yeah, phải coi phân tích nữa rồi. Không biết tại sao lên mạnh luôn hả? Ừ, không biết. Vẫn làm bình thường à? Bình thường. Anh xem mấy cái thẻ tag của em này. À, mấy thẻ tác này em đổi rồi. Em đổi thẻ tác hả? Dạ. Yeah. Ok. Rồi xem số liệu phân tích. Thêm 1.500 người đăng ký. Như vậy là ít hay là nhiều? Tỷ lệ đăng ký cao đấy. Cái xem thu hút người xem nào. Thu hút người xem có cái gì mà thu hút người ta vậy. Kéo xuống xem nào. Oh, đó. Đó. Có biểu đồ nó bất thường kìa. Bấm vào xem thêm đi, giữ chân người xem. Mấy cái clip nào mà lên xuống bất thường như này là em phải chú ý theo dõi này. Yeah. Chỗ nào nó xuống em hiểu không? Chỗ nào nó xuống là rớt khán giả, chỗ nào nó lên. Xem cái chỗ nó lên là gì vậy? Lên, hai chỗ bỗng lên. Ờ. Hôm này hả? Hôm này là quay cái ổ bánh mì hả? Quay ổ bánh mì. Trước đó có một cái dốc nữa kìa. Trước đó có một cái dốc nữa. Nó võng xuống đúng không? Bắt đầu đầu tiên nó võng xuống xong bắt đầu nó lên một tí. Dạ. Tôi tới đi. Em quay em kéo xuống đi. Đấy phía trước ấy, phía trước nữa. Nữa. À đây là bắt đầu vào quán hả? Em bắt đầu vào quán. Còn phía trước là cái gì mà khán giả nó bỏ đi vậy? Trước là bắt đầu giới thiệu hả? À giới thiệu hả? Tự nhiên là chống đẩy. Giới thiệu ở công viên á anh. Mấy bạn đó. Tôi đi tập thể dục xong rồi tôi đi ăn bánh mì hả? Dạ đúng rồi. Ok. Dạ. Yeah.
Nếu em biểu đồ giữ chân khán giả thì lần sau em sẽ bỏ những cái này đi. Yeah. Chắc là thừa nên đó, người ta không thích. Thì đúng rồi, toàn những đội mê ăn xem vào tự nhiên tập tiếc vì ta tua 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 tua. Khi nào bắt đầu thấy vào quán có món ăn bắt đầu mới xem thấy không? À đúng rồi. Tài bấm cho qua. Ừ, bấm skip skip skip. Rồi đằng sau có đoạn lên nữa kìa, kéo đằng sau xem. Yeah, đấy là cách để em giữ chân, để nghiên cứu, để giữ chân. À đoạn này đoạn ăn nữa. Thế cho nên là lúc lúc nãy anh mới nói với em cái bạn quay phim hiện tại của em làm anh thấy cũng rất là khá. Tất nhiên là thử nghiệm nhá, thử nghiệm xong rồi em nghiên cứu biểu đồ giữ chân khán giả này này. Em hiểu ý anh nói không? Thử nghiệm dạ hiểu ạ. Tăng thêm cái những cái cảnh quay món ăn vào, quay đẹp ấy. Tại vì bạn quay đẹp dạ. Mà cái gì minh mạnh dạ. Mình tập trung vào thôi. Dạ. Tăng thời gian thêm cho khán giả sướng.